Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Việt TV. Hôm nay là ngày thứ ba 24 tại tháng 9 2013 thưa quý vị. Và sau đây mời quý vị theo dõi phần điểm tin điểm báo Hoa Kỳ, thế giới và Việt Nam với Phạm Cơ và Quang Chương. Một lần nữa xin thân ái kính chào toàn thể quý vị và kính chào anh Phạm Cơ. Chào anh Quang Chương, kính chào quý vị khán thính giả. Thưa quý vị, ngày hôm nay bản tin đầu tiên liên quan vẫn đến cái vụ mà quân khủng bố đã tấn công vào một trong cái mall tên là Westgate tại thủ đô Nairobi của Kenya trong thứ Bảy vừa qua và khiến cho hàng chục người đã bị chết. Và ngày hôm nay thì tin tức vẫn chưa loan báo một cách chính thức rằng là quân đội của Kenya đã nắm quyền chủ động ở trong cái mall này hay là chưa. Tuy nhiên sáng sớm ngày hôm nay thì người ta vẫn nghe tiếng súng nổ ở bên trong cái khu vực mall này. Xin mời quý vị nghe anh Phạm Cơ nói rõ thêm chi tiết của bản tin. Thưa quý vị, vào lúc 6 giờ rưỡi sáng giờ địa phương, 6 giờ rưỡi sáng thứ Ba, người ta vẫn còn nghe những cái tiếng súng nổ tại trong Westgate Mall, một cái mall rất là lớn ở tại Kenya. Và tại nơi đây nó có rất nhiều nhà băng, cho nên cảnh sát nói rằng là những cái chỗ này rất là kiên cố, bởi vậy cho nên cái việc tấn công vào phải nói rằng rất là khó khăn. Tuy nhiên phía chính phủ thì nói rằng họ hoàn toàn kiểm soát và hiện giờ đang thanh lọc những ổ kháng cự cuối cùng. Tuy nhiên họ cũng nói rằng là các cái nhà quan, tức là những cái nơi mà chứa người chết là phải chuẩn bị vì có thể còn nhiều người chết hơn nữa. Ngoài 62 người đã chết thì người ta nghĩ rằng còn đến khoảng 60 người nữa xác chết sẽ được đem ra. Một người Hoa Kỳ người ta nghĩ rằng đã chết bởi vì họ thấy một chiếc xe của tòa đại sứ Hoa Kỳ đến tại nhà quan. Tuy nhiên tin này chưa được chính phủ Hoa Kỳ xác nhận vào việc này. Trong lúc đó thì về phía quân khủng bố trên các cái mạng xã hội như Twitter, họ vẫn tweet ra và họ nói rằng là họ vẫn đang còn kiểm soát và nhiều con tin ở trong vòng tay họ đang kiểm soát vẫn còn sống. Ngoại trưởng của Kenya, bà Amina Mohamed nói rằng là có 2-3 người khủng bố là người Hoa Kỳ, là những người dưới 18 tuổi và sinh sống ở ngay tại Minnesota, tại một cái vùng mà rất là nhiều người châu Phi sống ở tại nơi đây. Và những người này là gốc Somali hoặc là gốc Kenya mà thôi. Và có một người Anh, và trong đó như bản tin hôm qua chúng tôi đã loan là có một phụ nữ. Tuy nhiên thì về phía này chưa ai xác nhận về cái chuyện này. Nói chung thì tình hình vẫn đang còn không có rõ ràng ở tại nơi đây, và người ta nói ít nhất là có 18 người ngoài quốc đã chết vì các kẻ khủng bố nói rằng họ chỉ nhằm tấn công những người không phải là Hồi giáo. Và trong những số người đã chết có 6 người Anh, một số người Pháp, người Canada, người Hoa Lan, người Úc, Peru, Ấn Độ, Ghana, South Africa và cả người Trung Quốc nữa. Gần 200 người bị thương, trong đó có 5 người Hoa Kỳ. Al-Shabaab là một tổ chức đã đứng ra nhận khủng bố và họ nói rằng đây là một tổ chức có cái tên tiếng Anh, tức là The Youth, thì có nghĩa là Al-Shabaab nghĩa là những người tuổi trẻ tiếng Ả Rập. Họ là những cái lực lượng khủng bố mà gây chết người nhiều nhất ở Kenya. Thưa quý vị, tại Kenya chắc quý vị còn nhớ năm 1998, một chiếc xe chở đầy quân khủng bố Al-Qaeda đã đấm vào tòa đại sứ Mỹ ở ngay tại nơi đây, gây ra ít nhất là 200 người chết. Nói chung thì đó là cái chuyện bắt đầu với danh từ khủng bố mà người ta biết từ năm 1998 cho đến nay. Vâng, và cũng xin nhắc lại rằng là cái nhóm mà Al-Shabaab này, sở dĩ họ có cái cuộc tấn công này là để trả đũa cái việc mà Kenya đã đưa quân đội sang để tham chiến ở tại bên Somalia cách đây 2 năm với cái mục đích là tiêu diệt cái nhóm Al-Shabaab này. Và cái đây là một cái nhóm được cho rằng là tự xưng là có một cái sự liên hệ rất mật thiết với Al-Qaeda. Tuy nhiên thì đây là một cái việc mà những cái người này đòi hỏi là quân đội của Kenya là phải ngay lập tức triệt thoái quân đội của họ ra khỏi Somalia. Tuy nhiên đây là một cái điều, một cái đòi hỏi mà quân đội của Kenya đã dứt khoát là không đồng ý, cho nên rằng là đã xảy ra cái vụ này. Kính thưa quý vị, trong khi đó thì chuyển sang tình hình liên quan đến Palestine và Do Thái, thì ngày hôm nay tin cho biết rằng là Tổng thống Palestine ông Mahmoud Abbas cho biết rằng là ông sẽ không có tạo thêm áp lực cho Hoa Kỳ để mà buộc Liên Hợp Quốc là phải can thiệp để mà công nhận một quốc gia của Palestine. Trong khi đó thì Palestine sở dĩ làm cái việc này là tại vì nhằm để mà có thể tạo cho Hoa Kỳ có cơ hội để dàn xếp một cái nỗ lực cho cuộc hội đàm giữa hai bên Do Thái và Palestine. Xin mời quý vị nghe anh Phạm Cơ đưa thêm chi tiết của bản tin này. Thưa quý vị, thủ lãnh người Palestine, tức là ông Mahmoud Abbas, là tổng thống của xứ này. Ông này nói rằng là ông đã chấp thuận cái lời yêu cầu của tổng thống Hoa Kỳ, nghĩa là hoãn lại các cái tiến trình đòi cho được hợp thức hóa với Liên Hiệp Quốc.
mà năm ngoái họ đã đòi được một phần, tức là Liên Hợp Quốc đã công nhận họ là một quốc gia ở ngay trên vùng Tây Ngàn theo cái đường biên giới năm 1967. Và họ nói rằng cái việc mà không áp dụng, không làm đơn xin thêm vào các cơ quan của Liên Hợp Quốc sau khi được chấp nhận là một quốc gia không phải hội viên, thì họ có quyền xin làm hội viên nhiều hội đoàn khác của Liên Hợp Quốc, trong đó có một hội đoàn hết sức quan trọng, đó là tổ chức tòa án quốc tế lo về vấn đề xử những cái tội phạm, mà họ dự trù rằng nếu họ được chấp nhận làm hội viên của cái tòa án quốc tế này thì họ sẽ đưa Do Thái ra tòa về những cái tội kêu là tiêu diệt chủng tộc và thiết lập những cái khu định cư trên vùng đất của họ, tức là vùng Tây Ngàn, theo như Liên Hợp Quốc đã chịu công nhận rằng đó là đường biên giới năm 1967. Thì Do Thái nói rằng họ sẽ chờ cho đến tháng 4 sang năm là cái thời hạn mà Hoa Kỳ hy vọng rằng sẽ có được những cái thành quả trong các cuộc hội đàm hiện nay giữa hai bên, người Do Thái và người Palestine, do những cái đề nghị của ông Kerry. Tuy nhiên, sở dĩ họ trở lại bàn hội nghị giữa Do Thái và Palestine chỉ vì lý do rằng người Do Thái đã thả ra một số tù nhân quan trọng của người Palestine mà họ đã gìn giữ, họ đã giữ an ninh từ lâu đến nay. Cho nên đây là cái vấn đề mà hiện nay, thưa quý vị, người Do Thái và người Palestine ngồi lại bàn hội nghị. Tuy nhiên, cái tiến trình này người ta cho rằng khó mà có thể có được một cái hòa ước nào trong cái thời gian từ đây tới tháng 4 sang năm. Trong khi đó thì cả hai bên cũng cho biết rằng là kể cả ông thủ tướng của Do Thái, anh, tức là ông Benjamin Netanyahu cũng cho rằng là đây là cái thời cơ đã đến khi mà Hoa Kỳ đã đích thân đứng ra để mà dàn xếp cái cuộc hội thảo này. Trong khi đó thì ông Abbas cũng cho rằng là sẽ hợp tác rất là chặt chẽ, cho nên là tạm thời gác cái vụ mà buộc Liên Hợp Quốc phải công nhận một cái quốc gia Palestine, thì không biết là ông này... họ công nhận rồi đó chứ, nhưng mà ông muốn xin họp thêm làm không hợp thức rồi, nhưng mà là một quốc gia không hội viên, nhưng mà họ muốn xin thêm làm hội viên các cái hội khác, ví dụ như là UNESCO, ví dụ như là tòa án quốc tế, là đó là điều họ muốn nhất để họ đưa Do Thái ra tòa. Thưa quý vị, sau đây chúng tôi sẽ chuyển sang một bản tin liên quan đến Iran và Hoa Kỳ. Theo bản tin này cho biết thì cái việc thỏa thuận về nguyên tử giữa Hoa Kỳ và Iran cũng như là thế giới ngày càng tiến gần hơn, khi mà có tin cho biết rằng giới ngoại giao của hai bên sẽ gặp nhau trong tuần này để có thể bàn về cái vấn đề vũ khí nguyên tử. Xin mời quý vị nghe anh Phạm Cơ nói thêm chi tiết của bản tin này. Thưa quý vị, hôm qua ông Kerry đã nói rằng ông đã thu xếp phiên họp đầu tiên trong vòng 6 năm ở giữa những cái lãnh tụ của Bộ Ngoại giao, tức là của các ngoại trưởng của 6 quốc gia ở trong Liên Hiệp Quốc, với lại là ngoại trưởng của ông Ngoại trưởng của Iran, là những người này đang tham dự cái hội nghị khoáng đại của Liên Hiệp Quốc kể từ ngày hôm qua cho đến nay. Thì đây cũng là một cái tiến trình mà người ta cho rằng cái chuyện rất là khó xảy ra, bởi vì trong 6 năm nay hai ngoại trưởng Hoa Kỳ và ngoại trưởng Iran chưa từng nói chuyện với nhau. Và liệu rằng hôm thứ Năm tới đây mà khi các phiên họp của 6 ngoại trưởng, trong đó có Hoa Kỳ và Iran, thì liệu rằng hai người này có gặp riêng hay không thì người ta chưa có nói rõ ràng về vấn đề này. Tuy nhiên, về phía Bạch Cung hiện nay thì Bạch Cung đang cân nhắc giữa cái lợi và cái hại về vấn đề Tổng thống Barack Obama có nên gặp Tổng thống của Iran hay là không trong sáng hôm nay, khi mà hai người cùng đến dự hội nghị ở ngay tại Liên Hiệp Quốc, hội nghị khoáng đại, và trong đó Tổng thống của Iran và sẽ nói chuyện vào lúc chiều nay, và sáng nay thì ông Barack Obama sẽ nói chuyện, hiện giờ ông đang nói ở tại Liên Hiệp Quốc. Và liệu rằng trong buổi ăn trưa hai người này có gặp nhau hay không thì phía Hoa Kỳ đang cân nhắc liệu cái việc này có hay không. Nếu có thì đây là một thành quả lớn, bởi vì kể từ 30 năm nay đây là lần đầu tiên hai lãnh tụ ngoại quốc gia mà từ coi là thù địch với nhau sẽ gặp nhau lần đầu tiên, thì đây cũng là một cái chuyện rất là mới. Vâng, đúng như vậy. Trong khi đó thì thưa quý vị, đúng như vậy, ông Barack Obama đã có một cái bài diễn văn đọc ngay trụ sở của Liên Hợp Quốc, và trong cái bài diễn văn này thì ông cũng có đề cập đến cái vấn đề Iran, Syria cũng như là Palestine. Mời quý vị nghe anh Phạm Cơ nói thêm chi tiết của bản tin này. Thưa quý vị, Tổng thống Rouhani của Iran sẽ đọc bài diễn văn lúc chiều nay, và sáng hôm nay thì ông Obama đã đọc bài diễn văn này
Trong đó có một điều rất lạ là ông nhắc đến chuyện vũ khí hóa học và Syria. Ông cũng nhắc đến những cái hậu quả xấu xa của vũ khí hóa học, và trong đó ông có kể về những cái người Do Thái chết trong cái thời kỳ bị đàn áp bởi người Đức Quốc gia, và ông cũng kể về những người Iran chết vì vấn đề vũ khí hóa học. Đó là một cái điều mới lạ nhất, và đồng thời ông cũng kêu gọi Liên Hợp Quốc phải đưa ra một cái nghị quyết về vấn đề kiểm soát vũ khí của Syria, nhất là vấn đề trừng phạt Syria nếu Syria không có chịu đưa ra hết và theo đúng lịch trình về vấn đề vũ khí hóa học như là người Nga và Syria đã bàn cãi. Và đồng thời ông cũng nhắc đến tiến trình của Do Thái và cuộc hội đàm Liên Hiệp Quốc, hội đàm giữa Do Thái và người Palestine, cũng như rằng ông cũng nhắc đến những cái biến cố mới của các cái nước Hồi giáo, trong đó có biến cố mới nhất là cái cuộc đảo chánh tại Ai Cập hiện nay. Đó là cái nội dung của bài diễn văn ông Barack Obama sáng hôm nay. Thì người ta đang hy vọng rằng ông Barack Obama sẽ gặp được ông Rouhani vào trưa nay trong cái giờ ăn cơm, tức là ăn cơm trưa của Liên Hiệp Quốc. Thì liệu rằng hai người sẽ gặp nhau như thế nào thì hiện nay vẫn chưa ai biết. Và trong bài diễn văn của ông Barack Obama, ông không hề nhắc đến cái điều này. Vâng, đúng như vậy thưa quý vị. Trong khi đó thì tình hình liên quan đến Pakistan ngày hôm nay có một cái bản tin cho biết rằng là dân chia Thiên Chúa Giáo trên toàn quốc của Pakistan đã bắt đầu xuống đường vào ngày hôm qua thứ hai để mà biểu tình chống lại cái vấn đề khủng bố bỏ bom ở tại quốc gia này. Xin mời quý vị nghe anh Phạm Cơ đưa thêm chi tiết của bản tin. Thưa quý vị, đây là một cuộc biểu tình toàn quốc sau khi hôm Chủ nhật đã có một cuộc bỏ bom ở ngay bên một cái ngôi thánh đường của người Thiên Chúa Giáo ở tại gần thành phố Peshawar, khiến cho ít nhất là 85 người đã chết. Những cái người biểu tình họ đã chặn nhiều đoạn đường trong khắp nơi ở trong Pakistan, đốt những cái bánh xe để bên vệ đường, gây ra rối loạn và những con đường dẫn đến thủ đô Islamabad đều bị chặn lại cả. Và họ đòi hỏi chính phủ phải bảo vệ cho họ, bởi vì hiện nay họ đang bị những cái người kêu là Taliban của Pakistan khủng bố và đưa ra những cái vụ ám sát bằng bom. Nói chung thì trong cuộc biểu tình đây đã có những cái đụng độ giữa những cái người Thiên Chúa Giáo và những người theo Hồi giáo vào lúc tối hôm qua, tối thứ hai, khiến cho ít nhất là một người đã chết. Người ta không nói rằng người này thuộc về phe nào trong một cái cuộc đụng độ ở gần thành phố Karachi, một cái hải cảng và là một trung tâm thương mại của người Pakistan. Vâng thưa quý vị, đến đây chúng tôi xin được tạm dừng chương trình cho biết lát để gửi tới quý vị phần bảo trợ thương mại và sau đó sẽ trở lại trong phần thứ hai. Mời quý vị tiếp tục chuyển màn hình và xin cảm ơn quý vị.